Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc khăn len với họa tiết trái dâu dành cho nữ giống như thế này. Ở mẫu khăn này mình sẽ dùng, đây là miu cô tông. Các bạn chuẩn bị cho mình hai cuộn miu. Và kim móc chúng ta sử dụng sẽ là kim móc số 5. Trước tiên, chúng ta sẽ móc cho mình một dây móc xích dài 80 mũi móc xích. Các bạn móc mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho đến hết cái sợi dây dài tất cả là 80 mũi móc xích cho mình. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa có được cái dây móc xích dài 80 mũi móc xích tương đương với cái chiều ngang của cái khăn. Các bạn sẽ bắt đầu móc hàng móc đầu tiên. Ở hàng móc thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ 7 chân móc đầu tiên đi. Chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ 8, một mũi móc kép vào cái chân móc thứ 8. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc lên hai bính. Các bạn bỏ hai chân móc kế bên đi. Chúng ta móc vào chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Chúng ta lặp lại lần thứ hai. Trước tiên là hai bính. Sau đó, hai chân móc kế bên. Móc vào chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Chúng ta lặp lại thêm một lần nữa. Trước tiên là hai bính. Sau đó bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân móc thứ ba, một mũi móc kép. Lúc này chúng ta có tất cả là 4 mũi móc kép. Sau đó các bạn móc tiếp 3 kép vào 3 chân kế bên. Mũi kép thứ nhất. Mũi thứ hai. Vào trong móc tiếp theo. Sau đó là mũi móc kép thứ ba vào trong móc kế bên. Lúc này chúng ta đã có được cái ô móc đầu tiên. Tiếp tục. Chúng ta sẽ móc lên hai bính một kép vào chân thứ ba 7 lần. Lần thứ nhất, hai bính. Chúng ta cũng sẽ bỏ hai chân móc kế bên. Móc vào trong móc thứ ba, một mũi móc kép. Lần thứ hai, hai bính, bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba, một mũi móc kép. Lần thứ ba, hai bính, bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba, một kép. Lần thứ tư, hai bính, bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba, một kép. Lần thứ năm, hai bính, bỏ hai chân kế bên, móc vào chân thứ ba, một kép. Lần thứ sáu, hai bính, bỏ hai chân kế bên, móc vào chân thứ ba, một kép. Và lần sau cùng, lần thứ bảy, hai bính, bỏ chân móc thứ nhất, thứ hai, móc một kép vào chân thứ ba. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong
2 bính 1 kép 7 lần. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc tiếp 3 mũi móc kép vào 3 chân kế bên. Mũi thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi kép thứ ba. Như vậy là chúng ta đã vừa có được cái ô hoa văn thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại thêm một lần giống như thế này cho mình. Trước tiên là 2 bính 1 kép vào chân thứ ba 7 lần. Lần thứ nhất, chúng ta móc vào chân thứ ba một mũi móc kép. Lần thứ hai, 2 bính, cũng bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba một kép. Lần thứ ba, 2 bính, một mũi móc kép và móc thứ ba. Lần thứ tư, 2 bính, một mũi móc kép vào chân móc thứ ba cho mình. Lần thứ năm, 2 bính, một mũi móc kép vào chân móc thứ ba. Lần thứ sáu, 2 bính, bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba một kép. Sau cùng, lần thứ bảy, 2 bính, bỏ hai chân kế bên, móc vào chân móc thứ ba một mũi móc kép ở vị trí này. Như thế là chúng ta đã vừa có được 2 bính 1 kép 7 lần. Tiếp tục, chúng ta cũng sẽ móc tiếp 3 kép vào 3 chân kế bên. Mũi kép thứ nhất, mũi thứ hai, sau cùng mũi kép thứ ba. Vậy là chúng ta đã có được ô móc thứ ba giống như ô móc thứ hai, cái đoạn giống như cái đoạn này. Và để kết thúc, các bạn sẽ móc tất cả là 2 bính 1 kép vào chân thứ ba 4 lần. Lần thứ nhất, chúng ta móc 1 kép vào chân thứ ba. Lần thứ hai, 2 bính, bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba một kép. Lần thứ ba, 2 bính, cũng bỏ hai chân móc kế bên, móc vào chân thứ ba một kép. Sau cùng, lần thứ tư, 2 bính, một mũi móc kép vào cái chân móc ở ngoài cùng, chân móc thứ ba. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ nhất. Ở đây chúng ta móc được, đây là một ô, hai ô, ba ô, tương đương với ba cái trái dâu, nó sẽ nằm ở ba cái vị trí đó. Sau khi móc xong hàng móc thứ nhất, các bạn sẽ móc tiếp hàng móc thứ hai cho mình. Để bắt đầu hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc lên cho mình 5 bính. Sau đó quay ngược lại, móc một mũi móc kép lên trên mũi móc kép này. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp 2 bính 1 kép 2 lần. Lần thứ nhất, 2 bính 1 kép cũng lên trên mũi móc kép. Lần thứ hai, 2 bính 1 mũi móc kép vào đây. Lúc này chúng ta đã có tất cả là 3 mũi móc kép. Các bạn sẽ móc tiếp vào cái dây móc kế bên 2 mũi móc kép cho mình. Mũi thứ nhất, mũi móc kép thứ hai.
chúng ta móc tiếp một mũi móc kép vào cái chân móc này. Sau khi đã có được 4 mũi móc kép rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình 4 bính. Một mũi dời vào cái chân đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp 5 bính. Chúng ta sẽ luồn kim xuống dưới hai cái sợi chỉ. Kéo qua cho mình một mũi dời. Tiếp tục, chúng ta móc lên 3 bính. Lúc này các bạn sẽ luồn kim xuống dưới 3 sợi chỉ. Kéo qua một mũi dời. Sau đó chúng ta móc lên 1 bính. Các bạn sẽ bỏ chân móc thứ nhất. Thứ hai, móc vào chân móc thứ ba một mũi móc kép. Kế đến chúng ta móc tiếp 2 mũi móc kép vào cái dây này. Tiếp tục là một mũi móc kép vào cái chân móc kế bên. Như thế là lúc này chúng ta đã có được cái cuốn của cái trái dâu đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ móc cho mình 2 bính 1 kép 5 lần. Lần thứ nhất, 2 bính 1 kép lên trên cái mũi móc kép này. Lần thứ hai cũng là 2 bính 1 kép. Lần thứ ba, lần thứ tư, sau cùng lần thứ năm. Chúng ta đã vừa có được 2 bính 1 kép 5 lần. Các bạn sẽ móc tiếp cái cuốn của cái trái dâu thứ hai. Trước tiên sẽ là 2 mũi móc kép vào cái dây móc kế bên. Kế đến là 1 mũi móc kép lên trên cái chân móc này. Sau đó chúng ta móc lên 4 bính. 1 mũi dời vào chân đầu tiên. Tiếp tục là 5 bính. Luồn kim xuống phía dưới 2 sợi chỉ. Kéo qua 1 mũi dời. Chúng ta móc tiếp 3 bính. Luồn kim xuống 3 sợi chỉ. Móc 1 mũi dời. Sau đó chúng ta móc tiếp 1 bính. Các bạn sẽ bỏ, đây là cái chân móc thứ nhất. Thứ hai, móc vào chân móc thứ ba 1 kép. Tiếp tục là 2 kép vào cái dây móc kế bên. Và một mũi móc kép vào cái chân móc này. Như thế là chúng ta có được cái cuốn của cái trái dâu thứ hai. Ở cái trái dâu thứ ba, chúng ta sẽ lặp lại thêm một cái đoạn. Cái đoạn này nữa.
Trước tiên là 2 bính 1 kép 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Sau khi đã móc xong 2 bính 1 kép 5 lần rồi, chúng ta sẽ bắt đầu móc cái cuốn. Các bạn móc tiếp 2 kép vào dây kế bên. Một kép vào chân móc tiếp theo. Tiếp tục sẽ là 4 bính. Một mũi dời vào chân đầu tiên. Chúng ta móc lên 5 bính. Chúng ta cũng sẽ luồn kim xuống dưới hai cái dây móc. Kéo ra một mũi dời. Tiếp tục 3 bính. Luồn kim xuống dưới 3 sợi chỉ. Móc một mũi dời. Kế đến là một bính. Các bạn sẽ bỏ cho móc thứ nhất, thứ hai. Chúng ta móc vào chân thứ ba một mũi móc kép. Sau đó, chúng ta móc tiếp hai kép vào dây móc kế bên này. Kế đến là một mũi móc kép vào chân móc tiếp theo. Như thế là lúc này chúng ta có được 3 cái cuốn của 3 cái trái dâu rồi. Để kết thúc hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc 2 bính 1 kép 3 lần. Lần thứ nhất. Các bạn móc tiếp lần thứ hai. Lần thứ ba, 2 bính. Chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc thứ ba cho mình. Như vậy là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ hai. Để bắt đầu hàng móc thứ ba, trước tiên cũng là 5 bính. Sau đó là một mũi móc kép vào kế bên. Tiếp theo là 2 bính 1 kép. Các bạn sẽ móc tiếp 2 mũi móc kép vào cái dây móc này. Một mũi móc kép vào cái vị trí này. Chúng sẽ móc 2 bính. Các bạn sẽ móc vào cái ô móc ở giữa. Một mũi móc kép. Tiếp tục, chúng ta móc tiếp một bính, một kép, 4 lần cũng cùng cái ô móc.
Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau cùng, lần thứ tư. Lúc này chúng ta có tất cả là 5 mũi móc kép. Kế đến là 2 bính. Các bạn sẽ bỏ cho móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng ta móc vào chân thứ tư một mũi móc kép. Kế đến là 2 kép vào cái dây móc. Một mũi móc kép vào chân móc tiếp theo. Chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ ba. Các bạn móc tiếp ô hoa văn thứ hai. Trước tiên chúng ta sẽ móc 2 bính một kép 3 lần cho mình. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau khi móc xong 2 bính một kép 3 lần rồi, các bạn sẽ móc tiếp giống như vậy. Trước tiên là 2 kép vào cái dây móc này. Tiếp theo là một mũi móc kép vào chân móc kế bên. Ở đây chúng ta cũng sẽ móc 2 bính một kép vào cái dây móc ở giữa. Kế đến chúng ta móc một bính một kép 4 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau cùng là lần thứ tư. Lúc này chúng ta có tất cả là 5 mũi móc kép. Các bạn móc lên 2 bính. Chúng ta bỏ cho móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Móc vào chân thứ tư một kép. Tiếp tục là 2 kép vào cái dây móc kế bên. Một mũi móc kép vào chân móc tiếp theo. Vậy là chúng ta đã có được cái hoa văn thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại cái ô thứ hai thêm một lần nữa. Trước tiên là 2 bính một kép 3 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau khi đã móc xong 2 bính một kép 3 lần rồi, chúng ta móc tiếp cái chỗ này. Các bạn móc 2 kép. Tiếp tục là một kép vào chân móc kế bên. Sau đó chúng ta móc lên 2 bính một kép vào cái dây móc ở giữa. Tiếp tục là một bính một kép 4 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Lần thứ tư. Lúc này chúng ta có tất cả là 5 mũi móc kép. Các bạn cũng sẽ móc lên 2 bính. Chúng ta bỏ 3 chân móc kế bên. Móc vào chân thứ tư kép. Kế đến là 2 kép vào cái dây móc này. Và một mũi móc kép vào cái chân móc này. Và để kết thúc hàng móc thứ ba, chúng ta móc 2 bính một kép 2 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai, chúng ta sẽ móc mũi móc kép vào chân móc thứ ba cho mình. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ ba. Hôm nay mình bị nghẹt mũi xíu, cái giọng nói hơi khó nghe, các bạn thông cảm cho mình. Chúng ta móc tiếp hàng móc thứ tư. Trước tiên cũng là 5 bính. Một kép. Chúng ta sẽ móc tiếp 2 kép vào dây móc kế bên. Một mũi móc kép vào chân móc này. Kế đến, chúng ta sẽ móc 3 bính một đơn 4 lần vào cái trái dâu. Lần thứ nhất, chúng ta móc mũi móc đơn vào đây. Lần thứ hai, lần thứ ba, 3 bính một đơn. Sau cùng, lần thứ tư. Sau khi đã móc xong 3 bính một đơn 4 rồi, chúng ta móc 3 bính. Các bạn sẽ bỏ cho móc thứ nhất, thứ hai móc vào cái chân móc thứ tư, một kép, hai kép vào cái dây móc này. Một kép vào cái chân móc kế bên. Vậy là chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ tư. Tiếp tục là ô thứ hai. Trước tiên chúng ta sẽ móc cho mình 2 bính một kép vào kế bên. Tiếp tục là 2 kép vào cái dây móc này. Chúng ta móc một kép vào cái vị trí này. Sau đó chúng ta cũng sẽ móc 3 bính một đơn 4 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Sau khi đã móc xong 3 bính một đơn 4 lần rồi, chúng ta sẽ móc 3 bính. Các bạn sẽ bỏ 3 chân móc kế bên. Chúng ta móc vào chân móc thứ tư, một kép. Tiếp tục là 2 kép vào cái dây móc này.
Một mũi móc kép vào cho móc tiếp theo. Lúc này chúng ta đã có được ô móc thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại ô móc thứ hai thêm một lần nữa ở cái vị trí này cho mình. Trước tiên là hai bính một kép. Kế đến là hai kép vào cái dây móc này. Một mũi móc kép vào cái chân móc tiếp theo. Kế đến là ba bính một đơn bốn lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau cùng, lần thứ tư. Sau khi móc xong 3 bính 1 đơn 4 lần rồi, chúng ta móc 3 bính. Các bạn cũng sẽ móc một mũi móc kép vào chân móc thứ tư cho mình. Tiếp tục là hai kép vào cái dây móc này. Một kép vào chân móc kế bên. Và để kết thúc hàng móc thứ tư, chúng ta móc hai bính một mũi móc kép vào chân móc thứ ba. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ tư. Bạn móc tiếp hàng móc thứ năm. Ở hàng móc thứ năm, chúng ta chỉ móc lên 3 bính mà thôi. Sau đó chúng ta móc tiếp hai mũi móc kép vào cái móc này. Tiếp tục một kép vào chân móc kế bên. Ở hàng móc thứ năm, chúng ta sẽ móc lên cho mình 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một mũi móc đơn vào cái dây móc này. Sau đó là 3 bính 1 đơn 2 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Tiếp tục chúng ta móc tiếp 7 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn sẽ bỏ 3 cái chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ tư, 1 kép. Chúng ta móc một mũi móc kép vào chân móc thứ tư. Kế đến là hai kép vào cái dây móc này. Một mũi kép vào chân móc tiếp theo. Vậy là chúng ta có ô đầu tiên của hàng móc thứ năm. Chúng ta móc tiếp ô móc thứ hai. Trước tiên cũng là 7 bính. Mũi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Một mũi móc đơn. Sau đó là 3 bính 1 đơn 2 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai.
Tiếp tục cũng là 7 bính. 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta bỏ 3 chân móc kế bên. Móc vào chân thứ tư 1 kép. Tiếp theo là 2 kép vào dây móc này. Một kép vào chân móc kế bên. Chúng ta có được ô móc thứ hai của hàng thứ năm. Ô móc thứ ba chúng ta sẽ lặp lại giống như ô móc thứ hai. Chúng ta sẽ móc một cái đoạn giống như vậy. Trước tiên cũng là 7 bính. Một mũi móc đơn. Tiếp tục là 3 bính. Một đơn lần thứ nhất. Lần thứ hai. Sau đó là 7 bính. Chúng ta bỏ 3 chân móc kế bên. Móc vào chân thứ tư một mũi móc kép. Tiếp tục là 2 kép vào cái dây móc này. Một kép vào cái chân móc kế bên này. Như thế là chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 5. Các bạn móc cho mình hàng móc thứ 6. Trước tiên chúng ta cũng móc lên 5 bính. Các bạn sẽ bỏ chân móc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Chúng ta móc vào chân thứ tư một kép. Chúng ta móc tiếp 3 kép vào cái dây móc kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi kép thứ ba. Chúng ta sẽ móc tiếp 6 bính. 4, 5, 6. Một mũi móc đơn vào cái dây móc này. Tiếp tục là 3 bính. Một đơn. Sau đó là 6 bính. Mũi thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu. Chúng ta móc cho mình 3 mũi móc kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Một kép vào chân móc kế bên. Chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng móc thứ sáu. Tiếp tục để móc ô thứ hai. Các bạn sẽ móc lên cho mình 2 bính. Chúng ta cũng bỏ 2 chân móc kế bên. Móc vào chân thứ ba một kép. Tiếp tục là 3 kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi kép thứ ba. Chúng ta cũng móc lên 6 bính. 3, 4, 5, 6. Một mũi móc đơn vào đây cho mình. Tiếp tục là 3 bính.
một đơn. Và chúng ta cũng móc 6 bính. 3, 4, 5, 6. Chúng ta móc 3 kép vào cái sợi dây này. Mũi thứ nhất, mũi kép thứ hai, mũi thứ ba. Sau đó là một kép vào cái chân móc này. Chúng ta đã vừa có được ô thứ hai của hàng thứ sáu. Ô thứ ba các bạn sẽ móc giống như cái ô móc thứ hai. Chúng ta sẽ lặp lại cái đoạn này. Trước tiên là hai bính, một kép vào cái chân móc thứ ba. Kế đến là ba kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba. Chúng ta móc lên 6 bính. Một đơn. Tiếp tục là 3 bính. Một đơn vào đây. Sau đó là 6 bính. Các bạn cũng móc 3 kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Một kép vào chân móc kế bên. Để kết thúc hàng móc thứ sáu, chúng ta móc 2 bính. Bỏ 2 chân móc kế bên, móc một kép vào chân thứ ba. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ sáu. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ bảy cho mình. Trước tiên cũng là 5 bính. Một mũi móc kép vào cái chân móc đầu tiên này. Sau đó chúng ta cũng sẽ móc lên 2 bính. Bỏ 2 chân móc kế bên. Móc 1 kép vào chân thứ 3. Tiếp tục là 3 kép vào cái dây kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Kế đến, chúng ta móc lên 5 bính. Một mũi móc đơn. Tiếp theo là 5 bính. Ba kép vào cái dây này. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Ba. Một kép vào chân móc kế bên. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng móc thứ bảy. Để móc ô thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai bính một kép ba lần. Lần thứ nhất, hai bính một kép vào cái chân thứ ba. Tiếp tục hai bính một kép vào cái chân móc đầu tiên này. Lần thứ ba, hai bính một kép vào cái chân móc thứ ba.
Kế đến là ba kép vào cái dây móc này cho mình. Mũi thứ nhất, thứ hai, mũi thứ ba. Và chúng ta cũng sẽ móc lên 5 bính. 1 mũi móc đơn. Tiếp theo là 5 bính. Ba kép vô đây. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Một kép vào cái chân móc tiếp theo. Vậy là chúng ta đã có được ô móc thứ hai của hàng thứ bảy. Ô móc thứ ba, các bạn sẽ móc giống như ô móc thứ hai. Trước tiên, chúng ta móc hai bính một kép ba lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sau đó là ba kép vào cái dây móc kế bên. Tiếp theo là 5 bính. Một đơn. Các bạn móc tiếp 5 bính. Ba kép vô đây. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Thứ ba. Một kép vào kế bên. Sau đó chúng ta móc hai bính một kép hai lần để kết thúc hàng thứ bảy. Lần thứ nhất. Lần thứ hai, chúng ta móc mũi móc kép vào chân móc thứ ba cho mình. Vậy là lúc này chúng ta đã vừa có được hàng móc thứ bảy. Các bạn móc tiếp hàng móc thứ 8. Trước tiên, chúng ta cũng móc 5 bính một kép. Chúng ta móc tiếp 2 bính một kép 2 lần. Lần thứ nhất, chúng ta móc mũi móc kép vào chân móc đầu tiên. Lần thứ hai, chúng ta móc bỏ hai chân kế bên, móc vào chân thứ ba, một kép. Kế đến là 3 mũi móc kép vào cái dây móc kế bên. Mũi thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sau đó là hai bính ba kép vào cái dây móc cái bên. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba. Một kép vào chân móc kế bên. Chúng ta có ô đầu tiên của hàng thứ 8. Để móc ô thứ hai, các bạn sẽ móc hai bính một kép 5 lần. Lần thứ nhất, chúng ta móc mũi móc kép vào cái chân móc này. Lần thứ hai,
Lần thứ ba. Lần thứ tư. Mỗi móc kép chúng ta móc vào cái chân móc đầu tiên. Lần thứ năm. Mỗi kép sẽ móc vào chân móc sau cùng. Chân móc này cho mình. Chúng ta đã có 2 bính 1 kép 5 lần rồi. Các bạn móc tiếp 3 kép vào cái dây kế bên. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Thứ ba. Sau đó là 2 bính 3 kép vào cái dây này. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, một kép vào cái chân móc này. Như vậy là chúng ta đã vừa có được ô thứ hai của hàng móc thứ tám. Ô thứ ba các bạn sẽ lặp lại giống như ô móc thứ hai cho mình. Để móc ô thứ ba, trước tiên chúng ta cũng móc 2 bính 1 kép 5 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ năm. Sau đó là 3 kép vào cái dây móc kế bên. Mũi thứ hai. Thứ ba. Tiếp tục là 2 bính 3 kép vào cái dây kế bên. Mũi thứ nhất. Thứ hai. Mũi kép thứ ba. Một kép vào cái chân móc này. Sau đó chúng ta móc 2 bính 1 kép 3 lần để kết thúc hàng móc thứ 8. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Sau cùng, lần thứ ba, chúng ta sẽ móc mũi móc kép vào cái chân móc thứ ba cho mình. Như vậy là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 8. Các bạn sẽ để ý, lúc này chúng ta đã có được một cái ô hoa văn trái dâu hoàn chỉnh. Ở cái hàng móc thứ 9, cách móc nó sẽ tương tự như cái hàng móc thứ nhất để bắt đầu một cái ô hoa văn mới. Ở hàng móc thứ 9 mình nói tương tự là vì lúc nãy hàng móc đầu tiên chúng ta sẽ chừa mũi, chúng ta sẽ điếm ô. Ở đây chúng ta sẽ không có phải chừa mũi giống như thế. Trước tiên là 5 bính. Sau đó là 1 kép. Tiếp tục là 2 bính 1 kép 3 lần. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Chúng ta móc mũi kép vào chân móc đầu tiên.
Lần thứ ba, mũi móc kép sẽ vào cái chân móc sau cùng này. Sau đó hai kép vào cái dây móc này. Và một kép vào kế bên. Lúc này chúng ta có được cái ô đầu tiên của hàng thứ 9. Giống như cái ô đầu tiên của hàng thứ nhất. Sau đó chúng ta cũng sẽ móc hai bính một kép 7 lần. Lần thứ nhất, chúng ta móc vào cái chân móc này. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy, chúng ta đã vừa có được hai bính một kép 7 lần rồi. Các bạn móc tiếp hai kép vào cái dây móc này. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, một kép vào chân móc kế bên. Vậy là chúng ta đã có cái ô thứ hai của hàng thứ 9 giống như cái ô thứ hai của hàng móc thứ nhất. Các bạn móc cái ô thứ ba cũng là hai bính một kép 7 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, chúng ta móc tiếp lần thứ sáu. Sau cùng, lần thứ bảy. Lúc này chúng ta đã vừa móc được hai bính một kép 7 lần. Các bạn móc tiếp hai kép vào cái dây móc này. Một kép vào cho móc kế bên. Và để lúc này chúng ta đã có ô thứ ba của hàng thứ 9. Nó giống như ô thứ ba của hàng thứ nhất. Và để kết thúc cái hàng thứ 9, các bạn móc hai bính một kép 4 lần. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, mũi móc kép chúng ta sẽ móc vào cái chân móc thứ ba. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa móc xong hàng móc thứ 9. Như lúc nãy mình nói, hàng móc thứ 9 nó giống như hàng móc thứ nhất. Những hàng móc tiếp theo chúng ta sẽ lặp lại từ hàng móc thứ 2 cho đến hàng móc thứ 9. Đây là hàng móc thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Các bạn sẽ lặp lại hàng móc thứ 2 đến hàng móc thứ 9 đến khi nào cái khăn của chúng ta có chiều dài khoảng 1,2 m thì chúng ta sẽ ngừng lại.
Lúc này chúng ta đã vừa có được cái khăn với cái chiều dài là 1,2 m rồi. Sau khi đã móc xong cái chiều dài rồi, chúng ta sẽ bắt đầu móc đến cái viền ở bên ngoài. Để móc cái viền ở bên ngoài, trước tiên các bạn móc lên cho mình một bính. Sau đó chúng ta quay ngược lại, móc một mũi móc đơn cùng chân với cái bính vừa móc. Tiếp tục là hai bính, một kép cũng cùng chân với cái mũi đơn lúc nãy. Sau đó là một kép lên, một mũi móc đơn lên trên cái mũi móc kép này. Chúng ta có ô đầu tiên của cái viền. Tiếp tục ô móc thứ hai. Chúng ta móc lên hai bính, một kép cùng chân với cái mũi đơn. Sau đó là một đơn lên trên mũi kép này. Đây là ô móc thứ hai. Ô móc thứ ba cũng giống như thế. Trước tiên là hai bính, một kép cùng chân với cái mũi đơn. Sau đó là một đơn lên trên mũi kép này. Đây là ô móc thứ ba. Các bạn sẽ móc cái ô thứ tư cũng như thế. Chúng ta sẽ móc lần lượt cho hết cái hàng ngang này cho mình. Sau khi móc xong cái hàng ngang rồi, các bạn sẽ móc đến cái hàng dọc. Trước tiên chúng ta cũng móc lên hai bính, một kép cùng chân với mũi đơn. Sau đó là một đơn vào cái vị trí này. Đây là ô móc thứ nhất của cái hàng dọc. Ô thứ hai cũng là hai bính, một kép cùng chân, một đơn vào kế bên. Ô thứ ba giống như ô thứ hai. Chúng ta cũng sẽ móc tương tự như thế cho đến hết cho mình. Lúc này chúng ta đã vừa móc xong bốn cái cạnh của cái khăn rồi. Các bạn sẽ móc một mũi dời vào cái chân bính bắt đầu để kết thúc. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái chỉ thừa đi. Cái chỉ thừa còn lại này, các bạn sẽ rút thêm một lần nữa để cho nó chặt cái sợi dây này, nó không có bị tuột ra. Và chúng ta sẽ dùng cái kim mai len, các bạn luồn vào bên trong để giấu cái phần chỉ thừa đi. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa móc xong cái khăn tròn với họa tiết trái dâu. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn chỉnh.